mơ về em. Người mong cho anh hạnh phúc là sao? Tương lai con đường vuông bỏ, vương duyên cuộc sống đó cho đến bắt đầu. Vì sao tin yêu về em mà thôi? Những lúc vượt qua bao gian khó, sống bỏ ra trên lối. Những lúc em buồn rơi lại vẫn tin yêu về anh. Những lúc cô đơn không có ai bên anh, em lại nhận trao vào môi ngọt ngào một vòng tay ấm áp. Khi cơn mưa rào thì căn phòng trong bão lạnh lao cô đơn. Một mùa đông khi chút thương đồng cỏ vương trên xuống tặng em mềm. Thời gian chưa nhẹ nhàng khiến em bâng quơ lãng quên. Ngỡ như mình đã quen từ lâu, cũng bởi em yêu em quá đậm sâu. Đợi chờ sau là sẽ lên ngôi cao trong tôi. Trên đỉnh núi cao em đòi ngã cho em nhưng vì sao đêm nay không hái được chỉ trong tay một bước mong sao hai đứa sẽ mãi bên nhau như là sông với nước hòa hợp không thể cách ly. Nhìn trước không gian tĩnh lặng anh nhẹ nhàng hôn lên bàn mi em những giọt nước mắt em rụt đậm khi nhớ tới anh dần dần và tiếng là thu đến và đi như những gì đã sắp đặt trang giấy trắng không thể màu đi từ màu buồn của nào à ở bụng vơi câu hát có lẽ chưa bao giờ anh bình tâm em nhìn bước trên qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng có hay không những bất thực trong con tim em cần một khoảng sông đến lúc nào thể lại được gặp em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa anh yêu em thật nồng nàn như một tình lý đã muôn thuở yêu một người có lẽ phải quay tay nhiều nhiều em làm ghép cuối cùng anh còn thiếu nhiều đêm nằm và thực khấu mình không hiểu làm yêu thương chưa qua trong em nào thật nhiều không lý do nào cùng em gặp người đó rồi mặt rồi còn yêu anh em yêu em muốn gì em cứ nói đi anh chiều anh là kia anh là ông chủ cho nên em đừng có nói nhiều đừng bận tâm mỗi khi em phát âm chính là thành chính là đấy là skill của rap old school nước Mỹ và anh là rapper. Sao em không biết nó chưa đủ lùn, nó chưa đủ bản để đừng còn đủ với anh khiết. Đối với anh tay gái vậy là cả một niềm đam mê, là một đêm nữa đi ăn và chất lượng mãi mãi không thể chê. Để rồi hôm sau thằng bé hàng xóm lại thốt lên ôi đẹp mày không thể tin vào mỗi mình đừng nữa tại sao lại có thể không thể ăn. So now you go, it doesn't matter who's right or wrong, baby, you're moving on, the show must go on. Once you walk away, no need to keep you sad. That you've been the first right, now let you move on. So I try to push you in the past. It ain't the hardest part, cause you know that I'm stronger than that. You know we were meant to be, tell me how we're gonna be. I believe in a cycle all the way, I can barely sleep where. Chào các bạn, mình là Hy vọng các bạn thích liên khúc rap vừa rồi của mình. Như các bạn thấy thì cây guitar thường được sử dụng trong các thể loại nhạc pop rock, trong khi rap lại là thể loại nhạc sử dụng các thiết bị điện tử làm nền. Cho nên việc đàn và rap bởi cùng một người là một sự kết hợp không truyền thống, nhưng lại là một sự kết hợp thú vị. Tương tự thì sự kết hợp giữa các ca sĩ nhạc pop và DJ cũng là một điều mới mẻ. Một số người bạn của mình là ca sĩ, DJ cũng đang tham gia một cuộc thi sử dụng sự kết hợp như thế này. Ông lại chuẩn bị PA cho mấy thằng bạn hôm nay đúng không? Bản thân mình không phải là một người chơi nhạc chuyên nghiệp nhưng lại có ước mơ là sử dụng âm nhạc để thể hiện những suy nghĩ và những cá tính của bản thân mình. Và việc kết hợp đa dạng hóa các thể loại âm nhạc ngay trong một sản phẩm như thế này là một trong những cách để giúp mình thực hiện đam mê đó. Và mình hy vọng với các bạn cũng như vậy.